giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Lời Chúa sáng soi đường đi, lời Chúa giúp ta ý chí vượt thắng muôn điều tội nhau, về bên Thiên đàng mong chờ. Chúa nói các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Lời Chúa giúp ta học khôn, lời Chúa dẫn ta đến chốn, mở trí tâm hồn bừng lên, để xác thân không yếu hèn. Làm phép rửa cho họ, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Ngày tháng phút qua thật nhanh, lời Chúa giúp ta nên thánh, nguyện sống luôn phục vụ thôi, là sống phúc âm Chúa rồi. Chúa nói các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho con.